Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu về tác dụng và tác hại của ốc sên. Ốc sên còn có tên gọi là ốc ma, xuất hiện nhiều ở những vùng đất ẩm, sống trên cạn. Loại ốc sên này thường hay cắn phá cây xanh, rau màu vào ban đêm. Ban ngày thường hay lẩn kín trong các bụi rậm, bóng mát, hốc đá hoặc chui xuống lòng đất. Đặc tính của loài ốc sên. Tuổi thọ của ốc sên phụ thuộc vào từng loài và môi trường mà chúng sinh sống. Một số loài chỉ sống được 5 năm, nhưng có loài có thể sống lâu, tới 25 năm. Hầu hết chúng sống trên cạn, thì không có độc. Chất nhớt giúp ốc sên di chuyển nhanh hơn nhờ việc giảm ma sát, thường di chuyển theo đường đi có chất nhớt mà con khác tiết ra. Ốc sên hầu như bị mù, và chúng không có khả năng nghe, nhưng khứu giác của chúng rất phát triển. Chúng có thể đánh hơi thấy mùi thức ăn ở cách xa vài mét. Vậy ốc sên có tác dụng gì? Về mặt y học, loài ốc này đã được các nhà thuốc đông y sử dụng với tính dị mặn hàn, có nhiều lợi ích trong việc bồi bổ thanh nhiệt, giải độc, lợi tiểu và chống co thắt. Còn theo một số tài liệu của Trung Dược Đại Từ Điển, thì ốc sên có các công dụng giúp thanh nhiệt và giải độc, được dùng để chữa các chứng bệnh phổ biến như phong nhiệt kinh giãn, tiêu khát viêm họng, nhọt độc, chữa bệnh trĩ, bệnh viêm loét, bệnh sa trực tràng, các vết thương do côn trùng gây ra. Ốc sên cung cấp năng lượng. Ốc sên là một nguồn chất sắt tuyệt vời, cần thiết để xây dựng các tế bào hồng cầu và vận chuyển năng lượng khắp cơ thể. Sự thiếu hụt sắt dẫn đến thiếu máu và mệt mỏi cực độ. Sắt có vai trò quan trọng trong quá trình oxy hóa hoặc khử, trong quá trình như vận chuyển oxy hoặc hô hấp tế bào. Tác dụng cải thiện làn da. Chất nhờn của ốc sên đã được công nhận ở Hy Lạp cổ đại, đã sử dụng nó để chữa lành da và vết loét và để giảm sẹo. Gần đây hơn, những người nuôi loại ốc này nhận thấy vết cắt trên tay được chữa lành rất nhanh và da của họ trở nên mềm mại hơn. Điều này là do chất nhờn có chứa allantoin, kháng sinh, axit lycolic, collagen và elastin, và do đó nó chữa lành và tái tạo tế bào da, giảm thiểu sẹo. Tác dụng cải thiện các vấn đề về mắt. Omega 3 có trong ốc sên là chất tuyệt vời để cải thiện sức khỏe của đôi mắt nói chung. Kẽm với vitamin A có vai trò quan trọng trong tầm nhìn ban đêm và thích nghi với đêm tối. Có thể ăn thịt ốc để chữa các vấn đề về mắt. Tác dụng giúp thai nhi phát triển khỏe mạnh. Phụ nữ mang thai dùng thực đơn có ốc sên chứa omega 3 có thể làm cho nhiều em bé sinh ra khỏe mạnh và thông minh. Nó cũng giúp cải thiện chất lượng của sữa mẹ. Omega 3 cần thiết để cải thiện sức khỏe tinh thần và thể chất của em bé. Tác dụng duy trì chức năng của não. Choline là một chất dinh dưỡng thiết yếu, cần thiết cho các hoạt động chức năng bình thường của cơ thể và sức khỏe của con người. Rất quan trọng để duy trì chức năng của não. Choline rất cần thiết trong việc xây dựng và duy trì màng tế bào khỏe mạnh. Bên cạnh đó, choline đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ gan khỏi sự tích tụ chất béo và giúp vận chuyển triglycerid từ gan. Choline có khả năng phân hủy chất béo rất hữu ích để ngăn ngừa sự tích tụ cholesterol xấu trong máu. Choline rất cần thiết cho thai nhi và trẻ sơ sinh để giúp tăng trưởng não bộ. Do đó, bé nên uống sữa mẹ giàu choline. Sau đây là một số tác hại khi sử dụng ốc sên. Tuy ốc sên chứa nhiều chất dinh dưỡng mang lại lợi ích cho sức khỏe, nhưng cần chế độ ăn uống hợp lý kết hợp với các loại ốc này sẽ mang lại sức khỏe đáng kinh ngạc. Nhưng nếu nạp quá nhiều dinh dưỡng từ ốc sên sẽ gây ra nhiều tác dụng phụ gây hại cho cơ thể. Tuyệt đối không nên sử dụng ốc sên để ăn sống, ăn tái, nấu chưa chín kỹ hoặc nấu chín nguyên con không qua sơ chế với muối hoặc các loại thuốc khử trùng. Hãy vệ sinh sạch sẽ đối với ốc, sò tự nhiên, cần vệ sinh môi trường, diệt ký sinh trùng. Ở khu dân cư sinh sống, để cắt đứt dòng đời sinh học của dung tròn và phòng tránh nguy cơ gây mắc bệnh cho con người. Cục An toàn thực phẩm vừa đưa ra khuyến cáo với người dân,
cảnh báo nguy cơ mắc bệnh do sử dụng ốc sên tự nhiên để làm thức ăn, vì ký sinh trùng trong chúng khi vào cơ thể của con người thường tấn công lên não, gây bệnh ở hệ thần kinh trung ương, làm rối loạn tâm thần, viêm màng não, chảy máu não, vân vân. Do đó, khi ăn món ăn này có thể gây ra các biểu hiện mờ mắt, mù mắt, cứng gáy, rối loạn tim mạch, khó thở, có khi bị liệt thần kinh trung ương, khiến liệt một bên hoặc hai chi dưới, gây rối loạn tâm thần, rối loạn ý thức, hôn mê và có thể dẫn đến tử vong. Người ăn ốc sên nhiều có thể bị viêm phổi nặng, xuất huyết và xuất huyết đường hô hấp. Chính vì thế, hãy cân nhắc kỹ lưỡng trước khi sử dụng loại thực phẩm này. Và nếu sử dụng, nên sử dụng một lượng vừa phải, không nên lạm dụng quá nhiều. Trên đây là thông tin chỉ mang tính chất tham khảo. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Chúc các bạn luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc.